Đây là một thùng hàng từ nước ngoài gửi về nha. Sáng nay Bình mới nhận, hơi nặng luôn á. Bình nghĩ trong đây rất là nhiều đồ của một cô ở nước ngoài tên là Mỹ Vương ấy. Cô này gửi đồ cho Bông Bụp nhiều rồi, thì hôm nay thì đây cũng là một kiện đồ gửi từ nước ngoài về nữa. Bình nghĩ chắc tiền ship cao lắm nha, tại vì đồ nặng mà. Ok, thì hôm nay thì Bình sẽ khui hôm nay có gì nha. Nói chung là cảm ơn cô rất là nhiều đã gửi quà ở xa tận cho Bông Bụp. Bình nghĩ chắc xa nhất rồi đó. Wow, thùng đồ nặng này mình nghĩ chừng hơn 10 kg. Thì bây giờ sẽ khui xem là trong đây có gì nha. Đó, quá trời thùng đồ rồi. Đọc coi là danh sách trong đây có cái gì ha. Trang trí một rượu, một thư, bốn đồ ăn cái gì á. Nói chung là có rượu nữa hả? Không lẽ là cô gửi rượu cho Bình luôn hả? Đầu tiên, một bịch đồ ăn, hai bịch đồ ăn, một cái ba lô đi học, rồi mình không biết cái này là gì, tiếng Nhật nhiều rồi để một bên. Mình nghĩ chắc đây là chai rượu nha, hồi nãy là trong cái giấy kia là có chai rượu, mình nghĩ là rượu. Một hộp ba tê mèo, bao đồ trang trí Noel. Noel thì sắp gần tới rồi nên là cô tặng trước đồ, chủ yếu là mấy cái nón này. Rồi ở đây cũng là nón này, nón này cũng đẹp nè. Đủ thứ loại nón. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Còn đây là, wow, nó cứng thấy không kìa. Một cái này là em đứa của bé Bông nha. Đây là em của bé Bông. Ui, cái này cũng cũng tốn tiền lắm nha. Mà Bình nghi nghi là giống giống với lại thùng tiền tiếp hay sao, hay là cái không lẽ vậy. Bé này là chuyên nằm thôi. Bé này chỉ là chuyên nằm thôi, em Bông Bụp nhưng mà chuyên nằm. Lá thư Noel. À, không phải là một lá thư Noel mà là Happy Birthday ngày 8 tháng 10, nghĩa là gần tới ngày sinh nhật của Bụp rồi. Thì bây giờ cô này tặng trước đồ sinh nhật của Bụp. Vậy là thôi, cái này là của Bụp. Thôi, không đi ra ngoài này, cái này đồ này không có của con đâu, đi ra ngoài đi. Này của Bụp ơi, Bụp ngồi xuống đây. Bụp ngồi xuống. Đồ này không có trời của con đâu, đi ra ngoài đi. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Đây là quà sinh nhật của Bụp nha. Trời ơi, nãy giờ khui quá khui mà không biết quà sinh nhật của Bụp. Happy Birthday Bụp. À. Ê, Happy Birthday người ta chứ không có phải của con đâu. Này trong đây đồ của Bụp ở ngoài chứ không đồ của con. Rất là nhiều thứ, còn một cái mắt kính nữa. À. Đây. Đó. Happy Birthday, để con đưa cái kính này vô cho nó Happy Birthday đúng mùa luôn. Và biết lý do tại sao nặng rồi. Cô có gửi thêm mấy cái hình này nữa này. Nè, cô có gửi thêm mấy cái hình để trang trí trong quán. Hôm bữa là cô gửi là hai bé cúng rồi, nghĩa là cũng có trang trí rồi đó. Bây giờ cô gửi thêm hoa, một chiếc xe. Hôm nay là khui quà của sinh nhật của Bụp, nó là khui trước thôi. Cô cũng nhớ ngày sinh nhật của Bụp nên là cô gửi trước. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Happy birthday Bụp. Còn Bông đẩy nó ra sai thiếu đi. Không có quà sinh nhật gì chân, nào tới sinh nhật đi rồi khui ha. Chưa tới sinh nhật luôn á, chừng nào sinh nhật đi được khui. Này của Bụp, nghe chưa, hắt hủi gì đó mới vừa lòng. Còn đây hồi nãy Bình quên làm nha, đây là quà của con Bông nè, dành tặng cho bé Bụp. Bông vào đây coi quà gì đâu, sinh nhật của Bụp tặng được gì. Đây đây, giỏi. Hồi nãy á là Bình khui nhưng mà thật ra quên đọc lá thư của con Bông dành cho bé Bụp, thì hôm nay thì Bình sẽ khui thử coi. Đây là toàn bộ lá thư của con Bông dành cho Bụp. Chúc Bụp luôn xinh đẹp và mạnh khỏe. Đây, Bông mang quà chúc mừng sinh nhật Bụp. Em Bụp, Happy Birthday. Đó là của Bông tặng cho Bụp. Và kèm theo đó là Happy Birthday Bụp.
100 đô gửi sao, đó là quà của Bông dành tặng cho Bụp. Nói chung chị này chu đáo quá, nữa là Bụp sẽ được 100 đô nha. Còn Bông là được lá thư nè, lá thư của Bông dành tặng cho Bụp nha. Quá trời rồi, thấy lá thư vậy thôi chứ giá trị nó tới 2 triệu mấy lận đó mọi người. 100 đô mà. Cảm ơn Bông nha.